Khánh Thi từng nói rõ quan điểm về, netizen đang rất lo lắng cho quan hệ của vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển. Nghi vấn Khánh Thi và Phan Hiển gặp trục trặc hôn nhân đang thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, chi tiết Khánh Thi nhắc đến trà xanh khiến dân tình không khỏi nghi ngờ liệu nữ nghệ sĩ có đang ẩn ý chuyện người thứ ba trên chân và mối quan hệ của vợ chồng cô. Đang chú ý, vào dịp lễ Valentine đầu năm vừa qua, Khánh Thi đã từng nêu quan điểm rõ ràng về trà xanh như sau. Trà xanh hay trà sữa không quan trọng, quan trọng là người nếm. Người nếm có thể nếm trà đắng cũng được nếu họ thích, vì thế, đừng nêu câu chuyện trà xanh ra để nói về hạnh phúc của bản thân mình, miễn sao bản thân thấy ổn là được. Thấy vợ tiết lộ suy nghĩ về tiểu tam, Phan Hiển lập tức chọn cách giữ im lặng, "Khúc này, tôi xin phép không dám lên tiếng." Khánh Thi nói rõ quan điểm về trà xanh, Phan Hiển chọn cách không lên tiếng. Sau đó, Khánh Thi cho biết thêm, tình yêu của mỗi người đều trải qua nhiều giai đoạn từ nồng nhiệt đến bão hòa, thậm chí có những lúc còn không muốn tiếp tục nữa. Vì thế, nếu các bạn còn cảm thấy cần nhau thì hãy ở bên nhau cùng nhau ngồi lại để đàm phán chứ đừng đem mọi thứ chia sẻ lên mạng xã hội vì điều đó vô tình sẽ đẩy mọi thứ đi quá xa đàn ông hay phụ nữ cũng vậy ghen tuông đúng đắn hay mù quáng chỉ cách nhau một găng tấc sự xuất hiện của trà xanh hay trà sữa không quan trọng quan trọng vẫn là việc hai người liệu có trân trọng nhau hay không mà thôi hiện tại nữ kiện tướng đã đổi trạng thái trên facebook thành độc thân và liên tục đăng tải những status khó hiểu còn nhắc đến trà xanh khán giả đang rất lo lắng cho tình trạng quan hệ của vợ chồng khánh thi và phan hiển các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé